Xin chào các bạn. Như đã biết thì EdGrad có hai cách để các bạn có thể lập trình. Thứ nhất là các bạn có thể lập trình trên trang web, đó là edgradmeet.edu. Thì các bạn ấn vào phần khởi tạo. Thì giao diện của phần lập trình EdGrad 3.0 sẽ hiện ra. Đây là cách chúng ta dùng online. Thế còn offline thì các bạn sẽ tải về bằng cách các bạn vào cái đường dẫn đó là edgrad.meet.edu, và cái đường dẫn này mình sẽ để ở phần mô tả và bình luận. Thì các bạn có thể ấn vào đây để mở ra, sau đó các bạn sẽ đưa xuống dưới, các bạn nhìn thấy có chữ đó là tải xuống trực tiếp thì các bạn sẽ ấn vào đây. Rồi các bạn thấy là nó đã tải luôn cho các bạn này. Sau khi tải xong thì các bạn có thể ấn vào phần hiển thị thư mục để xem nó tải về đâu. Thì các bạn thấy đây là cái phiên bản mới nhất cho tới thời điểm hiện tại bây giờ. Nó là phiên bản 3.24. Thì các bạn sẽ nháy đúp vào đây. Sau đó sẽ ấn vào phần Into Anyway. Các bạn có thể ấn intro luôn cũng được, hoặc là ấn vào phần này cũng được, cho tất cả cái user được. Còn mình thì mình cài đặt vào cái tài khoản quản trị rồi ấn intro. Rồi sau đó mình sẽ ấn vào chữ Finish để hoàn thành việc cài đặt. Cái quá trình khởi tạo cái EdGrad này nó sẽ hơi chậm tùy từng cấu hình của máy nhé các bạn nhé. Nếu như mà nó không lên thì là do cấu hình máy của bạn quá chậm thì các bạn cần nâng cấp cái máy của mình lên. Ví dụ như là nâng cấp RAM này, nâng cấp cái bộ nhớ, đổi cái ổ cứng đi. Tức là các bạn sẽ dùng cái ổ cứng SSD chứ không phải HDD nữa. Thì cái tốc độ nó sẽ cải thiện lên rất là nhiều. Rồi, như vậy chúng ta đã có phần mềm lập trình EdGrad 3.0. Rồi, và các bạn có thể thấy là cái file mà tạo nó vẫn chưa xuất hiện cái biểu tượng của EdGrad. Tại video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn có được cái biểu tượng của EdGrad cho những cái bài lập trình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.